Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập sales claim hay còn gọi là tự khai báo .com trên hệ thống HRM. Để có thể thiết lập sales claim hay là tự khai báo một thời điểm .com trong quá khứ thì các anh chị sẽ chọn vào hrm.base.vn vào phần cài đặt, chọn vào văn phòng mà mình muốn thiết lập, sau đó thì đưa chuột lên góc phải phía trên, chọn thêm check-in client. Ở đây thì anh chị lưu ý là mình có thể đặt tên là tự khai báo. Ở đây mình ghi chú là trong quá khứ đi. Cái loại mình chọn đó là loại self claim. Với self claim thì nó sẽ khác với các hình thức chấm công như máy chấm công, như là mobile check in hoặc là như web check in. Bởi vì self claim nó sẽ không có bất cứ thứ gì để nhận diện coi là cái chấm công đấy có là thật hay là giả, có là đúng yêu cầu hay là không đúng yêu cầu. Chính vì thế trên hệ thống sẽ cần một người đứng ra làm cái vai trò là duyệt cái chấm công này. Bởi vì sao? Hiện tại là 11:28, tôi hoàn toàn có thể chọn vào tự khai báo và khai báo một cái thời điểm chấm công vào chiều ngày hôm qua. Vậy thì làm sao để hệ thống có thể ghi nhận được cái đấy? Thì chúng ta phải có cái người duyệt ở đây. Thông qua, thường thì người ở đây sẽ là người chuyên viên CNB. Đó, sau khi mà tôi thiết lập xong thì tôi sẽ lưu lại. Ở đây đã có một cái tự khai báo chấm công trong quá khứ. Khi mà tôi đã cho phép chúng ta có một cái tự khai báo chấm công trong quá khứ thì cái lợi ích của cái này là gì? Là dành cho những trường hợp mà nhân viên muốn tự khai báo một cái thời điểm chấm công của người ta trong quá khứ. Đấy, người ta cũng sẽ có hai hình thức. Một là người ta sẽ lên web checkin.bay.vn và người ta sẽ chọn vào sales claim. À, tôi sẽ chạy lại cái trang này. Sales claim. Đó. Sau đó thì nó sẽ có một cái tự khai báo trong quá khứ đã được cài đặt từ trước. Tôi có thể chọn được một thời gian cụ thể, ngày hôm qua đi. Ngày hôm qua. Ví dụ như vậy. Và tôi có check in lúc 22:00 ngày hôm qua. Đấy. Và tôi ghi là overtime xong. Đó. Ví dụ như vậy. Tôi muốn khai báo một cái check in vào lúc 22:00 ngày hôm qua cho cái người CNB. Và tôi có thể đính kèm một hình vô hoặc là không. Sau đó tôi lưu lại. Thì nó đã báo là thành công. Khi mà thành công xong thì ở đây anh chị sẽ thấy một cái thông báo này. Và cái phần này nó sẽ hiển thị ở mục Approval. Đấy. Nó sẽ gửi cái yêu cầu check-in, yêu cầu khai báo check-in này về cho cái người CNB. Và người ta có thể xem là thời gian này, lý do này. Và nếu mà trong công ty có chính sách những cái mà đồng ý duyệt những cái check-in như thế thì tôi có thể duyệt nó. Tôi có thể duyệt nó. Khi mà tôi duyệt xong thì cái dữ liệu này nó sẽ lưu lại trên hệ thống mà nó đồng ý là cái người đấy chấm công vào lúc 22 giờ. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại tháng trước là ngày 30 tháng 6 ha. Ngày 30 tháng 6 thì có một cái lần eo lúc 22 giờ, nó có thể lưu lại đấy. Thì mục đích của sales claim tự khai báo trong quá khứ là chúng ta cho phép người nhân viên có thể tự khai báo những cái phần mà giả sử như quên check in check out hoặc là những cái phần mà trong đặc thù của công việc cần phải khai báo mà không thể dùng máy chấm công, không thể dùng mobile check-in, không thể dùng web check-in, thì người ta có thể sử dụng sales claim để khai báo cái dữ liệu chấm công trong quá khứ. Ngoài thao tác trên máy tính thì chúng ta có thể thao tác trên điện thoại. Để có thể thực hiện sales claim hay còn gọi là tự khai báo một cái thời gian chấm công trong quá khứ thì anh chị sẽ chọn vào Base HRM. Anh chị cũng mở app lên và chọn vào chấm công. Riêng cái phần sales claim tự khai báo này thì anh chị sẽ vào phần phê duyệt này. Và anh chị sẽ ấn dấu cộng ở góc tại phía dưới, anh chị chọn client tự khai báo trong quá khứ. Đó, sales claim khác với các trường hợp khác thì như tôi đã nói ở trên, đó là mình có thể chọn một thời điểm trong quá khứ mà không cần phải chọn thời điểm hiện tại. Ví dụ tôi sẽ chọn vào ngày 29 tháng 6 lúc 11:38 đi. Tôi confirm này. Tôi ghi chú là giả sử quên chấm đi. Có người chứng minh. Ví dụ như vậy. Rồi sau đó tôi sẽ tạo. Thì ngay lập tức cái phê duyệt nó sẽ gửi cho cái người mà đã được cài đặt từ trước. Trong trường hợp này tôi cũng đang tự cài đặt mình là người duyệt. Thì ở trên cái phần người duyệt ấy, họ sẽ hiển thị ngay ở phần phê duyệt ở đây. Tôi sẽ chọn vào đây. Tôi có thể biết được vị trí, biết được cái dòng ghi chú của cái người nhân viên đấy. Đó, thì ở đây tôi có thể chấp thuận nó. Thì ngay lập tức khi mà tôi chấp thuận cái sales claim của người đó trong quá khứ thì ở trên hệ thống đã ghi nhận cái log check-in lúc 11:38 ngày 29 tháng 6 của người này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi cái log check-in 11:38 này của người nhân viên Võ Thành Luân trên hệ thống Base Check-in ha.
Vừa rồi anh chị và các bạn đã tìm hiểu thao tác sale claim trên điện thoại. Sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi dữ liệu check-in của Võ Thành Luân. Chúng ta sẽ vào checkin.bay.vn chọn overview và chuyển về tháng trước. Lúc này tôi vừa sale claim vào ngày 29 tháng 6. Bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng đến ngày 29 tháng 6. Đây, ngày 29 tháng 6. Click vào đây. Thì sẽ có một cái log check-in lúc 11:38 có tên là tự khai báo. Bởi vì cái người duyệt đã duyệt cái log check-in này rồi nên là cái log check-in này sẽ được dùng để tính công và tính lương. Vậy là vừa rồi các anh chị đã được tìm hiểu về cái loại hình thức chấm công thứ tư, đó là tự khai báo. Sử dụng trong trường hợp mà chúng ta muốn ghi nhận lại một cái log check-in trong quá khứ thì chúng ta sẽ sử dụng cái thao tác tự khai báo này. Và thao tác tự khai báo sẽ yêu cầu phải có người duyệt. Bởi vì nếu không duyệt thì nhân viên có thể khai báo bất cứ thời gian nào mà chúng ta không thể quản lý được. Thì đấy là một vài thao tác anh chị cần lưu ý, đó là tạo client check-in, thực hiện check-in, khai báo trên web hoặc là khai báo trên điện thoại. Mong rằng anh chị có thể thao tác thành công và nâng cao trải nghiệm của người nhân viên. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này.